Mình đâm ra bây giờ ví dụ là toàn bón phân 20 kg phân một con mặt hàng mét vuông, 1.300 mét vuông. Rồi toàn chỗ này thêm mới chắc được 22 23 kg bà con, 23 22 kg phân 1.300 mét vuông á. À, cái đợt này là toàn bón là 20 kg bà con, 20 kg một con bà con. Thấy cái lúa mà nó không có được đều đâu bà con. Ở đây là đất lún đất gò rất là nhiều, cái miếng sáp không này á nó không có được đều, lúa không có được đều bà con. Thì đâm ra hồi nhỏ bà con thấy lúa mình xấu lắm. Tại cái nền đất của mình không có được bằng á. Toàn xin chào bà con cô bác, chúc tất cả bà con cô bác đang xem video của Toàn được thật nhiều sức khỏe. Hiện tại Toàn mặt tại miếng ruộng 60 của Toàn á bà con. Thì nay đã được giai đoạn mà mình ra để Toàn ra bón phân đón đồng á bà con. Bón phân đợt 3. Thì cái lúa của Toàn bữa nay là được 3, hình như là được 50 ngày rồi bà con. 49 ngày, 50 ngày à. Thì Toàn ra thì Toàn xong đồng, Toàn thấy cái lúa của Toàn đã bón phân đợt 3 là được vừa rồi bà con. Tại cái lúa nó còn nó thắt eo 2-3 bữa nay, 4-7 bữa nay rồi bà con. Nên đâm ra là đủ 50 ngày thì Toàn ra để Toàn bón phân đón đồng rồi bà con. Thì cái miếng ruộng này là miếng ruộng mà Toàn thường xuyên lên video cho bà con xem. Miếng sáu công này á là miếng mà hồi nhỏ lúa bị hao hụt rất là nhiều. Tại mình xạ chúng bữa mưa bà con, bữa mưa nên nó rất là hao hụt rất là nhiều, nên Toàn cũng rất là nhiều chi phí để mình giảm giá bà con. Với lại lúa cũng bị đạo ôn nữa bà con, đạo ôn rồi Toàn cũng khắc phục và Toàn xử lý đã em đã xong rồi bà con, đã hết cái đạo ôn rồi, nên đâm ra Toàn thấy bà con thấy cái lúa của Toàn bây giờ nó cũng đều bà con. Hồi nhỏ thì mình xem lúa thì thấy lúa nó đạo ôn nó không có được tốt, nên bây giờ bà con thấy cái lúa của Toàn bây giờ nó cũng khá êm rồi. Nhưng mà kẹn cái là miếng này là miếng mình ém cỏ là rất là khó ém cỏ luôn bà con. Tại cái miếng lúa này là miếng lúa mà mình ở giữa người ta bà con, hai bên cặp ruộng của Toàn là ruộng người ta, nên mình khó lên nước bà con, mình khó lên nước lắm, mình ém cỏ rất là khó. Nên đâm ra bà con thấy lúa của Toàn cũng có một dài hai cọng cỏ đưa gạo, cỏ gạo của bà con, nên cỏ gạo thì nó không có ảnh hưởng gì lúa gì mấy bà con, nên Toàn không có xử lý lớn. Bởi vì là lúa bây giờ trong giai đoạn mà mình lúa lớn rồi bà con, nên mình hạn chế cái thuốc cỏ, mình không có dám xịt. Nên đâm ra bữa nay Toàn ra để Toàn bón phân đợt ba, bón phân đón đồng thì nay là Toàn bón phân 20-20-15 bà con. 20-20-15 người ta còn gọi là đầu châu bà con, người ta trộn phân phân tổng hợp bà con, phân tổng hợp người ta trộn xong. Và cái phân này á là Toàn cái đợt này là Toàn bón là 20 kg bà con, 20 kg một con bà con, 20 kg cho một con. Thì mà cái đợt này là vụ này là vụ lúa đóng sưng á bà con, nên Toàn bón bạo một chút và cái phân này là Toàn bón 20-20-15 là 15 kg bà con, 15 kg rồi Toàn cộng thêm là 3 kg DAP với 2 kg ore bà con, Toàn trộn chung là được 20 kg bà con, 20 kg phân á một con mét vuông một con bà con. Thì Toàn cũng có trộn gumi 30 bà con, Toàn cũng có pha gumi 30 vô cái chai gumi 30 bà con. Thì Toàn ra để Toàn thăm cái lúa này Toàn thấy nó chuyển xanh màu vàng đó bà con, chuyển lá nó màu vàng, Toàn thấy như vậy thì Toàn bón phân bạo hơn lên bà con. Thì bà con nào mà thấy thăm đồng mà thấy lúa còn xanh quá thì bà con bớt phân lại nha, bà con bón nhiều quá thì lúa nó đang xanh mà bà con thấy không, đang xanh thì mình bón phân nhiều vô thì rất là mệt đó bà con. Nên cái giai đoạn này là bà con thấy lúa bà con thấy vàng đó bà con, nếu mà thấy lúa nó còn xanh quá mình sẽ phun thuốc để mình kích cho nó xuống màu vàng chanh rồi mình bón phân đó bà con. Thì nay là Toàn thấy lúa của Toàn là được vừa là màu vàng chanh bà con, nên Toàn không có kích động, không có phun thuốc, nên Toàn chỉ bón phân đợt 3 này luôn bà con. Toàn vừa mới ra ruộng bà con, Toàn mới tính pha gumi 30 vô để mình dục phân đó bà con. Thì bà con xem cái lúa mà hồi nhỏ nó bệnh rất là nhiều đạo ôn rồi nó sâu nữa bà con, thuốc sâu thuốc gì đủ thứ nó bị. Nhưng mà bà con thấy cái lúa bây giờ nó đang bỏ lá chân từ từ bà con, lá chân á, bỏ lá chân bà con.
Hồi đó là toàn xạ một công là 20 kg giống, bà con 20 kg giống cho 1.300 m2. Thì nay lúa bây giờ nó, cái lúa này toàn mới có xịt có 3 cử thuốc các bà con, 3 cử thuốc và 2 cử bón phân. Thì bây giờ mình toàn bón phân 1 cử thứ 3 nữa là toàn nữa chắc cỡ toàn bón cử ba này là bón phân đón đồng đợt ba này là toàn toàn chỉ bón 1 lần duy nhất thôi không, tại bọn bữa nay là toàn ra toàn bón bạo 20 kg một con, mặt ngoài 1.300 m2 luôn bà con. Và toàn cũng xin nói thêm về cái chai thuốc Gumi 30 này á bà con, thì cái chai thuốc này là chai thuốc Gumi 30 để mình trộn vô cái phân của mình đó bà con, nó sẽ làm mà cái đất của mình cải tạo lên tăng hiệu quả bà con, tại cái chai này nó sẽ chứa vi sinh đó bà con, nó sẽ làm cái đất nền lúa của mình nó tưới xốp lên để cái lúa của mình bắt phân được tốt hơn đó bà con. Chai này toàn xài hồi mà 35 công 25 xin lỗi bà con, 25 công mà ở sau nhà toàn thì toàn xài này là thấy đạt, rất là đạt đúng không bà con, nên đâm ra là cái miếng 6 công này toàn xài tiếp bà con. Thì tròn trộn lần này lần thứ ba rồi bà con, bón phân đợt nào toàn cũng trộn Gumi 30 này hết trơn, tại toàn thấy nó rất là hiệu quả, nó sẽ giảm bớt phân của mình đó bà con. Nhưng mà đâm ra bây giờ ví dụ là toàn bón phân 20 kg phân một con, 1.000 m2, 1.300 m2, rồi toàn trộn cái này thêm nó chắc cỡ 22 23 kg bà con, 23 22 kg phân 1.300 m2 á, tại này nó cũng chứa cái phân bón kiểu mà chứa vi sinh để làm mà cái đất mình tưới xốp lên để cái lúa mình bắt phân nhiều hơn bà con, tốt hơn bà con. Thì cái chai này toàn sẽ pha liều và chắc cỡ 25 kg và toàn sẽ pha liều 100 ml bà con. Và bà con nào theo dõi toàn á, thì bà con cũng biết rằng là cái miếng 6 công này á, hồi mình lúa nhỏ bà con thấy cái lúa mà nó không có được đều đâu bà con, ở đây là đất lún đất gò rất là nhiều, cái miếng 6 công này á nó không có được đều, lúa không có được đều bà con, thì đâm ra hồi nhỏ bà con thấy lúa mình xấu lắm, tại cái nền đất của mình không có được bằng á, nên có cái chỗ lún có chỗ gò á, cái phân nó không có, nói chung là không có đều bà con. Mình giục phân mà mình bơm nước vô mà mình giục nước cái nền đất của mình, đất nước nhiều á, thì đâm ra là nó tới lúc mà mình giục phân xong rồi tới lúc mà nó khô từ từ á, thì cái phân á, nó sẽ dồn dưới cái chỗ mà lung á, chỗ 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 lung á bà con, chỗ lung thì bà con thấy cái lúa nó còn màu xanh đậm lắm, nhưng mà chỗ gò thì nó sẽ vàng vàng, tại vì nó dồn phân vô cái chỗ lung hết trơn á bà con, nên đâm ra đất mình không có được đều thì lúa không có được đều bà con. Nhưng nhờ cái thuốc mà quy trình của Symbio của anh Thành Đô á thì rất là hiệu quả, toàn nói chung là toàn không có dạng quảng cáo thuốc hay là giới thiệu thuốc quảng cáo gì đâu bà con, tại toàn là cũng là một người nông dân, thì toàn thấy cái thuốc nào toàn hiệu quả xài ok thì toàn xài thôi bà con. Và trước khi xài á là toàn cũng có xin phép anh Thành Đô nha, tại cái gì cũng vậy, mình lấy nói chung là mình làm theo của ảnh á, thì mình phải xin phép ảnh trước, mình có gửi video gửi tin nhắn á, gửi tin nhắn cho ảnh á, xin phép ảnh làm theo cách của ảnh, và toàn thấy rất là ưng ý nên toàn sẽ làm nên bây giờ bà con thấy nè, cái lúa mà chỗ nào chỗ nấy bằng chang á bà con thấy cái lúa mà hồi trước bà con thấy lúa có chỗ chỗ cao chỗ thấp á bà con, nhưng mà bây giờ bà con thấy lúa nó đều ra nè, tại toàn cũng xịt cái thuốc mà làm cho đều cây á, Gumi 30 á, với lại cộng với PK đó bà con, cái cử mà toàn sau trước khi mà toàn bón phân đợt ba này nè, toàn có xịt PK với Gumi 30, thì bây giờ lúa của toàn bằng, thấy bằng và thấy màu rất đẹp, màu vàng chanh đó bà con. Tâm ra mà lúa mà mình xuống cái màu vàng chanh này rồi á, thì mình bón phân bạo vô thì năng sau này năng suất mình rất sẽ cao, tại cái đợt mà mình bón phân đợt ba bón phân đón đồng này á, nó sẽ quyết định số hạt số vé, cũng như là cái hạt hạt nó nói chung là nó nhiều hạt và bông nó dài bông to thì phụ thuộc cái giai đoạn mình bón phân đón đồng hợp lý nữa nha bà con. Bà con thấy cái lúa bây giờ nó đang bỏ lá chân nha bà con, thấy không, bỏ lá chân từ từ à, nó sẽ bỏ lá chân như thế này á, thì cái lúa mình mới thoáng và ánh nắng nó chiếu vô thì cái lúa con nó sẽ hấp thụ được cái ánh nắng mặt trời, nó sẽ sống và nó sẽ có bông sau này nữa cho bà con.
thì bà con thấy cái ruộng nào mà nó đắp mền, nó nói chung là nó bằng, nó lá nó nhiều quá, nó phượt lá thì nó sẽ ngã dơ lên nhau lá, thì bà con thấy cái lúa đó, cái lúa con nó sẽ không có được hấp thụ nắng thì nó sẽ chết con cây con nha bà con. Nhưng mà lúa bà con mà chết cây con rồi nó sẽ không có đạt năng suất cao đâu. Thì đâm ra là mình có cái cây mẹ là có bông, cây mẹ bông, mẹ bông con thì nó mới đạt được bà con. Bà con ơi, thì toàn chuẩn bị toàn bón phân đây bà con, để đặng về đó bà con ơi. Thì bà con nào mà thấy quý mến toàn á thì hãy cho toàn một like nha, một đăng ký cũng như là một chia sẻ để toàn có động lực để toàn làm video hay và tiếp theo cho bà con xem nữa nha. Và toàn cũng chúc bà con được thật nhiều sức khỏe nha. Toàn xin chào bà con.